Em chào mọi người nha, chào tất cả anh em đồng nghiệp. Thì hôm nay em làm clip này để hướng dẫn anh Tôn ở chợ gạo Tiền Giang, hướng dẫn anh cách sử dụng máy 8 phép IRVT bên em ha. Đây là mẫu 8 phép IRVT chiên lợn mặn ha, nước phèn tạp chất chiên lợn mặn ha, đánh thì nó sẽ rất hiệu quả ha. Còn nước ngọt thì anh em cứ dùng loại C ha. Thì lúc trước anh có gửi em hai cái máy xuống nâng cấp ha, hai cái máy Trung Quốc nâng cấp về anh đánh trúng phèn nặng thì bị nước mặn rồi đó. Mùa này nước mặn tới thì đánh nó bị đánh không được nên anh đặt bên em cây IRVT 8 phép tầm trung ha, vừa bộ vừa thuyền ha. Giờ em kiểm tra máy trước khi gửi đến anh đó. Đây là dây cầu bóp 2 mét ha. Thì anh về anh muốn sử dụng máy rút ra rút vô thì anh về anh cắt này ra thì anh làm cái chui dắt cái đực ha. Đây là đỏ là dương nha, kẹp bình đỏ là dương, vàng là âm bình ha. Rồi thì còn đây là cái mặt trước đó. Mặt trước nút đỏ là tần số, dặn theo chiều kim đồng hồ là tăng tần số đó, tăng từ mạnh từ nhẹ đến mạnh ha. Còn cái nút này là nút là chỉnh chỉnh độ duty đó, duty ngược kim đồng hồ là đánh lì. Rồi dặn lên tới mức này thì cái mức này em có điểm dấu cho anh rồi đó, mình cứ dặn lên 50% là duty dày, đánh cá nó sẽ rất hiệu quả ha. Còn nếu anh dặn qua đây là cái duty mỏng ha, đánh cá nó không có hiệu quả ha. Em gạch cho anh cái dấu thì anh về để em để khoảng mức 50% đó, quay ngược lên hướng 12 giờ đánh nó sẽ hiệu quả hơn ha. Rồi bây giờ em test máy ha, thì anh em thông cảm em test lẻ cái này giờ này bận quá rồi, độ máy không có thời gian quay cho anh em xem ha. Sửa chữa máy lắp ráp thì không có thời gian để quay clip, anh em thông cảm ha. Máy nhiều quá rồi đó, có một mình mà làm cũng không kịp đó. Còn hàng của anh em thì chậm trễ 1-2 ngày thì anh em thông cảm ha. Rồi giờ em test máy ha, máy nào cũng có chống ngược cực rồi. Rồi anh em thì yên tâm ha, thì về anh chú ý anh chú ý ha, máy á, không có tải nó vẫn kêu nha anh em đó, nó kêu rất là nhỏ ha. Chừng nào máy mình có ngậm tải rồi và cái là nó kêu cái máy tiếng nặng hơn ha. Đây đó, bóp nó kêu nhỏ ha, thì anh không nên bóp không như vậy nha. Thì về trước tiên thì anh muốn đánh thì anh muốn bóp còn cái đó cho nó nạp tụ ha. Rồi thì anh kiểm tra dây giọt đồ trước khi mình đi đánh nha, chứ máy này nó không có tải nó vẫn kêu nha. Đây có tải là máy nó sẽ kêu lớn ha. Đó giờ em chỉ anh thì mặc gì, đây là chế độ đánh lì, đây là mức thấp nhất nữa ha, chế độ đánh lì tăng lên nè đó ha. Rồi đây là bật cộng xung nè đó, anh cứ quay lên hướng 12 giờ đó, đánh nó sẽ hiệu quả hơn ha. Còn dặn về đây thì duty mỏng nè, duty mỏng mình đánh nó rất là kém ha. Đó. Rồi bây giờ em cho màn tải 2000W, 3000W, 4000W, rồi 5000W, rồi 6000W. Cái dây này nó đứt luôn anh em. Đây 7000W ha, máy rất mạnh ha. Còn một bên trồng xung nè, ồ máy rất là lực nha anh em. Đó máy rất là lực ha. Nói chung là máy thì test bóng đèn cũng chẳng nhầm gì ha anh em,
đánh lợ mặn mà. Rồi giờ bây giờ em test nước muối thôi, tại vì em không có thời gian quay cho anh em đốt với kẽm nút đồ, mà nói chung á máy nó đã auto tu dòng thì đốt với kẽm cũng vậy thôi. Đó, nói chung là mình chủ yếu về mục đích là đánh cá, chứ đốt với kẽm thì không làm được gì đâu. Rồi đây em thử với cái xô nước muối nha. Em để lên nè, nước đóng muối ở dưới luôn ha. Đây nó ra tèn luôn. Xô nước muối đặt nha, xô nước muối này khoảng 50/1000 nè. Bây giờ em test nước muối nè, coi máy nó sử dụng tốt không. Đây anh em, muối sôi luôn ha. Đây để em đổi cái cọc bên đây cho anh em dễ thấy. Đó, nó muối sôi ha anh em. Đây. Đó, kìm ở dưới đây anh em dễ thấy nè. Đó, anh em để ý nha, xô nước muối nó sôi ở dưới luôn ha. Rồi. Đó về anh cứ dặn 50%. Còn này chỉnh mạnh yếu ha. Thì mình đi tùy theo mình dặn từ từ, nếu mà cá nó chết thì mình để luôn. Đó. Anh em để ý nước muối nó sôi ha. Rồi ha, giờ máy của anh đã an toàn ha. Dạo này cũng lười làm clip lắm anh em. Cứ đăng clip bị đứt lao dài này, gặp tiểu nhân rồi ha. Ăn no hay không tối ngày là ganh ghét người này người kia rồi đi đứt ra dạo ha. Đó. Lớn đầu mà chơi còn thương nít nè. Rồi đây còn cọc đỏ là dương vợt. Đó, này là mát thiền ha, vừa đánh. Rồi anh em nào muốn sử dụng máy đánh bộ cho đến máy đánh mặn thì liên hệ em ha. Thì em có làm mẫu máy từ nhỏ tới lớn đó, công suất 4 phép thì chỉ đánh nước ngọt phèn nặng thôi nha anh em, chứ không có mẫu IRBT hay là đánh mặn cao nha. Đó, mặn cao thì chỉ có từ 5/1000 trở lên thì máy 8 phép nha. Đó. Còn những anh em muốn đánh xuồng mặn cao rồi hơn thì anh em dùng máy cầu H hoặc IRBT. Đó, cầu H thì bên em có loại 16 phép, nó 24 phép, 32 phép. Đó, cũng tùy theo anh em thì cận gì thì sử dụng em. Tại vì đây thì mẫu này em chuẩn bị rảnh rỗi thì em làm cái mẫu mới cho anh em ha. Mẫu này 24 phép, chạy hai biến áp E42 hoặc E49. Đó. Cái này là phần nguồn ha. Bây giờ em làm cái phần tùy anh em muốn cầu hát thì em ra ráp cái phần bơm cầu hát vô cho anh em. Đó. Phần cầu hát hoặc là IRBT. Đó. Ráp cho anh em về sử dụng ha. Nó như là mẫu bo này. Đó. Bo cầu hát, bo gì cũng có nha này. Thì sắp tới em làm mấy mẫu mặn thì 24 phép, 32 phép, nhiều cũng có. Đó. Thì tùy theo anh em sử dụng. Chứ máy nó mặn thì giá nó hơi cao thì anh em nói đắt thì em cũng chịu ha. Rồi ha. Thì anh em thấy clip này hay thì cho xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh ha, để ủng hộ tinh thần ha. Rồi em chào tạm biệt mọi người.